Anh làm gì anh? Mua xe. Mua xe đến đây đắp chăn thế này. Lạnh. Lạnh gì hôm nay 30 độ mà anh. Lạnh lắm. Lạnh á? Thế anh hôm nay mua xe gì đây? Đến mua giờ 15. Mua giờ 15 á? Ừ. Thôi đây anh chọn xe, đấy. Không. Con này không thích á? Không. Đây, anh xem con này không? Con này đồ hơi bị nhiều đồ chơi đấy. Con này mà không ưng nữa thì... Không. Con này không thích? Ừ. Cái thời tiết hôm nay nó dở dời thế nhỉ? Thế anh xem con này được không? Con này màu đen bóng hơi bị đẹp luôn đấy. Con này à? Không ưng nữa thì chịu. Con này có con gấu này. Trống đổ này. Bô này. Lốp to này. Tao thích. Mua. Vâng thì ok đấy anh nhỉ. Thôi thời tiết thì nó cứ dở dời thế này, này, này hay đấy các ông ạ. Đấy, anh ngồi thử lên xuyên đèo không? Ờ anh ngồi thử lên. Ôi giời quá đẹp tuyệt vời luôn anh ạ. Quá ok luôn anh. Rồi. Anh ngồi thử lên xem nào. Bây giờ anh chốt con này đi. Chốt. Rồi anh ký đây em. Ui giời ơi, anh bình tĩnh, run làm gì? Nào, ký vào đây nha. Rồi, ok. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Chúc anh đi tốt chủ bền. Có gì thời tiết nóng quá thì, à nhầm, quên lạnh quá thì nên đây em tặng anh cái chăn. Rồi anh đi. Thời tiết nó lại cứ dở dở như thế này, lại hay đấy các ông ạ. Rồi anh về nhá. Thì cái mùa đông thì có như thế này là ấm được không ạ?